Xin chào quý vị và các bạn của sân bóng Tân Giao. Chiều ngày hôm nay chúng ta lại quay lại với sân bóng Tân Giao với một buổi chiều Chủ nhật rực lửa với 4 trận đấu vào chiều ngày hôm nay. Trận đấu đầu tiên là cuộc đụng độ của hai câu lạc bộ FC Anh Em Thị Trấn và FC Tham Thọ. Hai trọng tài điều khiển trận đấu chiều ngày hôm nay đó là ông Duy Đồng và ông Mai Văn Tú. Trận đấu đã được bắt đầu. Tuấn Quyết cơ hội. Đó là cơ hội dành cho Tuấn Quyết. Những phút vừa qua các cầu thủ cơ hội Tuấn Quyết vẫn không vào. Chúng ta cùng xem lại cơ hội cho Tuấn Quyết. Và trước đó là một đường truyền sáng nước của Văn Huy của FC Thang Thọ. Hữu Khang. Chúng tôi vừa nhắc đến lối chơi của FC Thang Thọ. Chỉ cần vậy thôi. Nhồi bóng vào trong và Hữu Khang đã đánh đầu thành công ở tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống Hữu Khang đánh đầu. Một pha đánh đầu không cho thủ môn Văn Tỉnh bên phía cầu thủ FC Anh Em Thị Trấn một cơ hội cản phá nào cả. Họ không tấn công. Không tấn công nhiều. Đây là cơ hội. Đây là cơ hội đá phạt cho cầu thủ Anh Em Thị Trấn. Thành Hà ra. Có thể dứt điểm. Văn Huy. Pha bật đất. Văn Huy. Đó là bàn thắng của cầu thủ Anh Em Thị Trấn. Và người ghi bàn đó là Văn Huy. Một tình huống bàn bật rất hay của cầu thủ Anh Em Thị Trấn. Chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp này. Người kiến tạo bên phía các cầu thủ Anh Em Thị Trấn đó là Hữu Tuấn. Và Văn Huy đã có một tình huống chích mũi dày rất cơ bản. Đây là cơ hội cho cầu thủ Thang Thọ, Hữu Khang. Thành Hà Gia có thể dứt điểm. Đó là cú sút tốt của Thành Hà Gia. Một tình huống solo và dứt điểm rất hay của Thành Hà Gia. Nhưng rất tiếc bóng lại đi sát sạt cột dọc. Vẫn là Tuấn Quyết. Thành Hà Gia. Cú sút của Thành Hà Gia. Nhồi bóng vào trong. Đây là cơ hội. Nam sẽ đây. Pha đi bóng hay của Hữu Tuấn. Căng vào trong. Dường như bóng đã chạm tay số 16 bên phía cầu thủ FC Thang Thọ đó là Việt Anh. Và đây là cơ hội. Một cú sút rất tốt của Nam CRD. Một tình huống sút penalty quá khó cho thủ thành Hùng Nhỏ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một tình huống đặt lòng không chê vào đâu được của Nam CRD. Họng pháo bên phía các cầu thủ Anh Em Thị Trấn đã lên tiếng. Chính xác là Thành Hà Già đã được huấn luyện viên đưa ra nghỉ ngơi rồi. Và người vào sân thay cho Thành Hà Già là Nam CRD. Chúng ta cùng xem lại tình huống sút bóng này của Quang Văn Huy. Một cú sút rất căng của Văn Huy. Đây là cơ hội Ngọc Bản. Chắc chắn là sẽ có bàn thắng ở tình huống vừa rồi cho Ngọc Bản. Một tình huống phản công sắc lẹm của cầu thủ FC Thang Thọ. Và Ngọc Bản là người ghi bàn. Chúng ta cùng xem lại tình huống chuyền bóng đi bóng rất hay của Trần Vũ. Ngọc Bản đi bóng qua cả thủ môn Văn Tỉnh. Tấn công bên phía các cầu thủ Anh Em Thị Trấn. Đây là cơ hội. Nam sẽ ở đây. Vẫn không vào. Văn Huy. Quyết quyết. Đó là một tình huống vấp bóng rất đáng tiếc của Quang Vinh. Cơ hội. Hữu Khang. Không vào. Rất tiếc ở tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống đối mặt thủ môn của Hữu Khang. Cơ hội. Đây là cơ hội cho cầu thủ Anh Em Thị Trấn. Tuấn Quyết, Quang Huy vẫn không vào. Một tình huống phối hợp không tốt. Đây là cơ hội phản công. Chắc chắn sẽ có bàn thắng cho cầu thủ Thang Thọ. Rất tiếc ở tình huống vừa rồi Hữu Khang đã bỏ lỡ một cơ hội không thể rõ ràng hơn. Tiếp tục sẽ có một tình huống đá phạt góc. Tuấn Lê có bớt. Văn Huy vẫn không vào. Chúng ta cùng xem lại tình huống
mà Văn Huy đã rút bóng trúng xa ngang cho các cầu thủ FC Thang Thọ. Hữu Khang, vẫn là Hữu Khang. Những tình huống không chiến rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm của Hữu Khang. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Vẫn là nhồi bóng vào trong và đích đến là Hữu Khang. Hữu Tuấn, Tuấn Quyết, cười, vẫn không vào, vẫn có cười. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Trước đó là một đường truyền rất điệu nghệ của Hữu Tuấn cho Tuấn Quyết. Nam CRD, vẫn là Nam CRD, rất tiếc. Tuấn Quyết đã ập vào chậm hơn một nhịp so với đường chuyền của Nam CRD. Hữu Tuấn, Tuấn Quyết vẫn không vào. Đây là cơ hội, Tuấn Quyết vẫn không vào. Tuấn Quyết vẫn không vào. Tuấn Quyết không hút. Đó là cú sút của Nam CRD. Nam CRD. Hữu An vào không, Tuấn Quyết vẫn không vào. Những cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc của cầu thủ anh em thị trấn. Cú sút rất căng của Tuấn Đề Cầu Bon. Trần Vũ. Và đúng lúc này trọng tài Duy Đồng đã kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ FC Thang Thọ và FC anh em thị trấn. Kết thúc trận đấu chiều ngày hôm nay, hai đội ra sân với tỷ số là hòa 2-2.